Rồi, hello hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Đó thì ngày hôm nay mình sẽ lên chọn một số cái dòng xe mô tô mà cổ điển bên cửa hàng mình hiện tại đang có cho tất cả mọi người nào đang có cái quan tâm. Mọi người nào mà trong số chúng ta đang có cái nhu cầu gì hay đang có cái thắc mắc hỏi đáp về cái vấn đề gì về cái dòng xe nào thì có thể liên hệ mình ngay nhé. Thì trước khi vào video clip thì mình cũng xin phép chia sẻ luôn cái địa chỉ hàng mình cho mọi người nào chưa biết. Địa chỉ hàng mình thì ngay đường 14 Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Hải Dương. Cửa hàng xe máy Phương Nam thì có mua bán, có giao lưu, bán trả góp và có hỗ trợ tất cả mọi người, mình ship xe xa toàn quốc luôn. Mọi người nào mở xa cũng đến xem xe được thì cái việc gọi là cọc lại cho bên mình một vài phần tiền mình nhận cọc thì mình sẽ hỗ trợ ship xe đưa thôi này. Thì tiếp cho anh em đến sau thì ngay vừa sáng thì một anh khách ở ngoài miền Bắc đó, thế là biết tin là mình đang xả lổ con GZ đèn nhấp nháy như này, là anh xuống ảnh chốt đơn mọi người ạ. Đấy, thấy không? Đấy, nhờ người nhà vô xem xe nháy liên ta linh tinh. Đúng không? Thì con này có 65 củ thôi. Đấy, thế là anh dai xuống chốt luôn, biển số 72 Vũng Tàu nhé. Đấy, AC. Đấy, anh em chúng ta nào mà đang có cái nhu cầu về cái mặt hàng GZ thì rất là may mắn luôn. Tại vì ngày hôm nay mình đang lên trộm về một số cái mẫu GZ nhé. Đấy, GZ bên mình có khá là nhiều này. Thì không để anh em chờ lâu nữa, mình sẽ lên giới thiệu luôn. Suzuki GZ phiên bản 150A. Con này nói chung thì GZ nó lên được cái gì thì nó lên được hết luôn rồi ạ. Một cái gương chắn gió của Harley Davidson, rồi một cặp loa nghe nhạc, một cặp đèn trợ sáng, một cái thùng EV, sơn nắp thùng màu trắng nhá. Con này thì bao da bao biết này. Đấy, vừa đi vừa hát karaoke thì quá tuyệt vời rồi. Thay vì chúng ta bỏ ra một cái số tiền siêu to khổng lồ để mua Harley Davidson thì chúng ta có thể gọi là cân nhắc luôn con này cũng được ạ. Chỉ với 8 củ thôi là anh chị em chúng ta đã có ngay được chiếc xe mà ở ngoài này rồi nha. Mua về chỉ việc đổ xăng đi thôi ạ. Đó, 80 củ nhá. Con này trước mình bán 85 mà nay mình giảm giá là có là 80 thôi. Đấy, giảm 5 rồi nhá. Rồi Suzuki GZ này này, 150A. Con này thì cũng liền lạc sạch sẽ, áo sống thì cứng cáp. Xe rẻ mà giá cả thì ok. Con này mình mới xả cho anh em 5 củ xong, trước mình bán 80 mà nay mình giảm xuống còn có là 75 củ thôi. Anh chị em cô chú nào mà đang có cái nhu cầu về cái mặt hàng xe mà kiểu dáng trông như con xe này liên hệ mình ngay này. Đấy. Rồi kế tiếp thì mình có thêm một em Suzuki GZ này này, 150A. Đấy, anh em chúng ta nào mà đang có cái nhu cầu với cái dòng GZ như này lên mình ngay nhé. Chỉ với 65 củ thôi là chúng ta đã có xe đi rồi ạ. Đấy, con này trước mình bán 70 nhé. GZ bên mình thì toàn xả từ gọi là 5 củ trở lên thôi. Đấy, có một số con thì ít lắm thì tầm một vài củ thôi. Đấy, tại vì con nào mình lấy vô gọi là mình lấy vô cao thì mình xả rẻ cho người, gọi là xả đi chứ để lâu quá cũng khó chịu ạ. Đây này. Đấy, 65 củ là con này rẻ nhất nhé. 70 xả 5 còn có 65 củ thôi. Còn nếu mà anh em chúng ta thích cái tầm giá chung ở đây này, Suzuki GZ phiên bản 150A, con này mình đang xả luôn cho mọi người chỉ với 74 củ thôi. Con này mình mới xả một củ xong nhé, 75 xuống 74 này. Đấy, lốp trước xong engine hết cho xe nhé. Rồi kế tiếp thì mình có thêm một em Suzuki GZ này này, 150A, xe đăng ký về biển số Bình Dương, xe chính chủ nhá. Con này mình để anh em là 65 củ thôi ạ, là có xe nhá. Mình thì nói chung thì đầy đủ các cái mặt hàng xe, xe gì cũng có, xe gì cũng mua anh em này. Anh em chúng ta nào mà đang có cái nhu cầu với cái dòng GZ đen ở đây. Đấy, con này mình đẩy anh em chỉ với 55 củ thôi. Đấy, lốp này mình nhìn này. Cái quả lốp mà chuyên đi leo đồi leo núi này, dày cộm mọi người ạ. Đấy, con này thì anh chủ trước có vô cho mình là một cái phanh rỉa đằng sau đây. Cái bít đây nhá. Đó, bít đây ạ. Đó, còn phanh rỉa thì nó ở đây nhỉ. Lên cục heo này, xe đẹp cực kỳ luôn nhá. Anh em chúng ta nào mà quan tâm với dòng GZ bên mình thì liên hệ ngay này. Con này trước mình bán 58 này, nay mình giảm xuống còn có 55 thôi. Đấy, mới xả 3 củ xong. Anh em chúng ta nào mà đang có cái nhu cầu gì lên mình ngay nhé. Đấy, rồi Vento Kenway này. Đấy, con này mình để cho anh em là 25 củ thôi. Anh em chúng ta nào mà đang có cái nhu cầu hay đang có cái thiện chí về cái mặt hàng xe kiểu dáng trông như nào thì có thể liên hệ mình ngay. Ok chưa? Anh em cần thì liên hệ mình ngay anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.